Chào bạn đến với chương trình cái phần module thứ năm là chúng ta nói về những cái rào cản phía bên trong con người của chúng ta. Thì một cái câu hỏi đặt ra là ai đang cản chân ta nhỉ? Ai đang kìm hãm chúng ta nhỉ? Thì thực sự thì nếu mà chúng ta suy nghĩ theo một cái góc nhìn mà của rất nhiều người hay nhìn đó là chúng ta tưởng là có thể là do bố mẹ chúng ta đang cản ta, có thể là do cái môi trường bên ngoài cản ta, có thể là do bạn bè cản ta. Hoặc là chúng ta hay đổ thừa cho ví dụ như là cơ chế chính sách xã hội, hoặc là nền kinh tế chúng ta chưa phát triển, chúng ta cũng có thể là đổ thừa cho nhà trường đào tạo cái chương trình nó không được hay. Nghĩa là chúng ta sẽ đổ thừa những cái gì đó nó nằm ở bên ngoài ta. Tuy nhiên, để thành công thì chính là ở phía bên trong ta. Những cái gì chúng ta nói nó ở bên ngoài. Nó ở bên ngoài và bạn được quyền chọn nó, hoặc là bạn được quyền cách ly nó đi để bạn mạnh mẽ cái phía bên trong. Vậy ai là người kìm hãm chân của bạn? Đó chính là bạn. Cái suy nghĩ, cái nội tâm, cái phía bên trong bạn á, nó làm cho bạn không có dám ra. Mình cũng đã cái lúc nhỏ là mình ở trong một cái gia đình mà hoàn toàn không có điều kiện, ở nông thôn miền Trung các bạn, không có điều kiện, gia đình ba mẹ là đều nghèo hết, ở cái nhà tranh vách đất mà, và anh em thì đông nữa, có tới 6 người anh em, mình là người con lớn nhất. Vậy thì cái thời đó, lúc ban đầu á, cái thời đó mình cũng hay đổ thừa là tại gia đình mình nghèo nên mình không có điều kiện để mình học giỏi, và tại làng xóm mình cũng nghèo, ai cũng nghèo hết, rồi tại kinh tế mình chưa phát triển. Tuy nhiên lúc đó mình được đọc báo Mực Tím, cách đây hơn 20 năm mình được đọc báo Mực Tím, và những cái bài viết trong báo Mực Tím của bạn hình dung ra, họ chia sẻ và mình thấy những cái tấm 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 gương, họ còn nghèo khổ hơn mình cái này, thậm chí có những người họ bị tật này, bị chân này mà tại sao họ vẫn cứ thành công được nha. Và bắt đầu từ đó nó nuôi cái ý chí và một cái ngọn lửa nó ở phía bên trong con người của mình các bạn, nó nổ lên, nó luôn tự niệm rằng cái phía bên trong chúng ta mạnh mẽ thì ở phía bên ngoài kia nó không là vấn vấn đề. Vậy thì ngay bây giờ các bạn phải hình thành cho mình một cái niềm tin rất là mạnh mạnh mẽ là dù chúng ta không học giỏi, chúng ta vẫn cứ đi ra khởi nghiệp được, chúng ta vẫn cứ thành công được. Dù chúng ta điều kiện gia đình chúng ta không tốt, không có tiền nhiều, chúng ta vẫn cứ mạnh mẽ được. Ba mẹ chúng ta không lo cho chúng ta nhiều, ba mẹ chúng ta không có thân thế thì chúng ta vẫn cứ tiến lên được, bởi vì chúng ta muốn thôi. Chúng ta lỡ mà chúng ta có thi rớt đại học đi, hoặc là đi vào đại học mà không tốt nghiệp được, hoặc là chúng ta rớt 12 luôn đi, hoặc là nhiều bạn không có điều kiện để học không tới lớp 12 luôn, thì đừng cứ nghĩ rằng là do ta không có bằng cấp nên ta không thành công không được. Không phải, thành công là do chính các bạn, nó ở bên trong người của các bạn. Bạn muốn thì bạn đi thôi, bạn cứ tìm cái con người đi. Rất cái công thức rất là đơn giản, là bạn cứ đi tìm những con người nào đã thành công, là bạn tới bạn nói chuyện với họ thì họ sẽ chỉ cho bạn cái cách đi. Quan trọng là bạn phải đủ niềm tin. Có những người cái phía bên trong bạn, bạn còn không dám đi đến gặp những cái người thành công nữa, thì làm sao mà chúng ta có được cái kết quả được. Nên là hãy định hình trong cái tư duy của mình đó, phải luôn luôn hỏi mình muốn cái gì, mình muốn đạt cái gì. Các bạn nghe mình kể một cái câu chuyện này này này. Có một bạn tới sau khi mà tham dự cái chương trình của mình hai ngày xong thì bạn mới tới hỏi mình, tại sao thấy thầy đứng lớp từ 9 giờ sáng liên tục tới 9 giờ tối, 2 ngày mà thầy vẫn cứ năng lượng tràn đầy vậy. Mình kêu nó rất là đơn giản thôi, bởi vì mình luôn có cái mục tiêu và mục đích sống rất là rõ ràng, nên là mình truyền cái mục tiêu và cái mục đích sống đó trong từng cái phút giây của mình, nên con người mình rất là năng lượng, mình làm việc mình không có thấy nó mệt mỏi gì hết. Và bạn nó nói ồ, nó rất là hay. Mình mới hỏi lại bạn, vậy cuối cùng thì mục tiêu tháng này của bạn là gì? Thì bạn tằng ngần, bạn suy nghĩ hoài đâu vài phút á, bạn vẫn không trả lời được. Mình mới nói rằng là vậy là bây giờ bạn chưa biết mục tiêu là gì đúng không? Chưa. Vậy thì bạn thấy bây giờ con người bạn nó như thế nào? Bạn thấy đúng là đúng rồi, tối nay em ngủ, sáng mai em thức dậy em cũng không biết là em làm việc vì mục tiêu gì, cuối tháng này mình cũng không biết làm việc vì cái mục tiêu gì. Các bạn hình dung ra chỗ này cho, tức là họ cái phía bên trong họ họ thiếu một cái mục đích sống. Mình nói không sao, bây giờ cứ lấy cái viết ghi ra,
thì tự nhiên cái bạn gây ra, bạn mua rồi bạn gây ra, mà nó là điều thứ nhất là trong tháng này em phải làm gì, điều thứ hai trong tháng này em làm gì, điều thứ ba bạn ghi rất là rõ ràng ba cái mục tiêu ra, mình mới hỏi bạn lại tiếp tiếp. À, vậy bây giờ em ghi ra xong rồi em thấy nó như thế nào? Bạn thấy ô em thấy nó rất là tự tin, phía bên trong em nó cảm giác nó rất là tự tin, mà nói là ngoài cái cảm giác tự tin thì còn cái gì nữa, em thấy như là nó thôi thúc em, nó bắt em muốn làm việc á, vậy thì còn gì nữa. Em cảm giác rằng là em đặt mục tiêu một ngày em thức dậy lúc 5 giờ sáng rồi em phải đi tập thể dục, em cảm giác như là em có thể làm được cái việc đó, bởi vì em rất là đơn, nhưng em thấy nó rất đơn giản, nó đâu có gì khó khăn đâu. Em cho mình kêu rất là tuyệt vời. Vậy bạn có biết làm thế nào để con người của bạn nó mạnh mẽ lơ không, nó không kìm chân bạn lại không? Bạn nói nó rất là đơn giản, chỉ là mình phải có một mục tiêu và mình ghi nó ra rõ ràng, và mỗi ngày mình đọc cái mục tiêu đó thì tự nhiên con người chúng ta nó rất là mạnh mẽ, nó rất là rõ ràng, bởi vì chúng ta có cái đích đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn cứ ghi ra cái mục tiêu ngày hôm nay bạn làm gì, đừng cứ ghi nhiều, ghi ba thứ thôi, ba, ghi nhiều quá cái đầu nó sẽ rối. Rồi ghi mục tiêu tháng này là gì, ghi ra ba cái nữa, ghi rất là rõ ràng. Tuy nhiên cái cách ghi là chúng ta phải biết cách, chúng ta đừng ghi là tháng này em sẽ, cái đó là không phải là mục tiêu, mà cái đó gọi là gì, muốn. Cái muốn nó không làm cho chúng con người chúng ta nó mạnh mẽ. Cái mục tiêu là nó phải ghi rất là rõ ràng, cụ thể cái con số ngày giờ đạt được luôn, thì như vậy mới gọi là một mục tiêu. Và khi các bạn làm như vậy thì nó hướng con người các bạn về phía trước. Lý do mà nó giữ chân các bạn lại vì bạn không có mục tiêu trong cuộc sống, bạn thiếu một cái đích đến. Nên con người bạn có mục tiêu rất là rõ ràng, con người bạn nó sẽ rất là mạnh mẽ.